Cái dạng thứ năm sẽ là cái dạng mà đầu tư ăn theo các quỹ đất đấu giá của tỉnh hoặc là của huyện. Đối với cái dạng này thì cái điều khó nhất đó chính là tiếp cận được cái nguồn thông tin. Tiếp cận bằng mối quan hệ, bằng kiến thức hay là bằng sự hiểu biết về cá nhân. Thì đây là một cái dạng tương đối ngách đối với thị trường. Và để mà mình đầu tư thắng lợi thì mình phải biết chính xác được cái nguồn thông tin là vị trí nào sẽ là vị trí đấu giá đất của tỉnh hoặc là của huyện để mà mình mua các mảnh đất nhỏ nhỏ của người dân xung quanh đó. Tại sao mình là phải đầu tư theo các khu đấu giá đất của tỉnh hoặc huyện? Bởi vì khi mà tỉnh hoặc huyện bán đấu giá thành công các quỹ đất này cho doanh nghiệp thì chính các doanh nghiệp sẽ là cái đơn vị làm bừng sáng khu vực đó, đổ rất nhiều nguồn tiền về để xây dựng những cái hạ tầng về giao thông, về đường xá, về cảnh quan, về tiện ích. Và chính doanh nghiệp sẽ là người giúp chúng ta biến một cái mảnh đất từ cái vị trí không có gì đặc biệt trở nên rất đặc biệt và rất đẹp. Và chúng ta sẽ là người hưởng lợi trực tiếp từ câu chuyện doanh nghiệp triển khai phát triển dự án và đất của mình nằm ngay xung quanh đó, mặt tiền đối diện với các dự án đó. Thì rất là nhiều những trường hợp thực tế mà Vinh đã tư vấn khách hàng và khách hàng đã có được cái mức lợi nhuận rất là tốt khi mà đầu tư theo cái dạng này rồi. Tuy nhiên thì cô chú anh chị mình lưu ý rằng khi mà mình đầu tư theo các vị trí, các quỹ đất đấu giá như thế thì đây là một cuộc chơi rất là dài hạn. Nó không dành cho những người thiếu kiên nhẫn và quá phụ thuộc vào cái nguồn vốn đầu tư nhé. Vì khi chúng ta nắm thông tin là một chuyện, có thể là 6 tháng sau đã bán đấu giá thành công rồi, cũng có thể là 1 năm sau hoặc 2 năm sau hoặc 5 năm sau mới bán đấu giá thành công. Cho nên là cô chú anh chị mình lưu ý cái dạng này thì có mức độ tăng trưởng lợi nhuận rất là tốt, có thể là nhân 2, nhân 3, nhân 5 tài sản. Tuy nhiên thì lại là một cuộc chơi dài hạn hơn dành cho các nhà đầu tư trường vốn và có tính kiên nhẫn. Cho nên là mọi người hãy lưu ý khi mà mong muốn đầu tư theo cái dạng này nhé. Chúng ta đến với nhu cầu đầu tư thứ sáu tại Long Thành, đó chính là đầu tư các vị trí đắc địa để mà mình khai thác kinh doanh, mình có dòng tiền. Cái dạng nhu cầu này thì thoạt nghe ban đầu thì nó hơi na ná với cái dạng nhu cầu là đầu tư ăn theo phát triển của khu công nghiệp. Tuy nhiên thì nó sẽ khác xa rất là nhiều, là đối với cái dạng nhu cầu đầu tư thứ sáu này thì đa phần là chúng ta sẽ mua đất nằm tại vị trí mặt tiền các tuyến đường giao thông huyết mạch của thị trấn, của thị xã, của thành phố. Và những cái mảnh đất này phải nằm gần hoặc là đối diện hoặc là bên trong các khu vực sầm uất kinh doanh để mà chúng ta có thể hưởng lợi từ việc là mình mua tài sản và mình rất dễ dàng để khai thác kinh doanh hoặc cũng rất dễ dàng để cho thuê. Thì một cái ví dụ điển hình rằng là nếu như mọi người ở Sài Gòn thì chắc là đều biết khu vực đường Phan Xích Long của quận Phú Nhuận. Đây là một trong những cái tuyến đường kinh doanh sầm uất nhất của quận Phú Nhuận và cũng tương đối được xem là đắt giá nhất. Đối với cái dạng đầu tư như thế này tại các vùng ven ngoại ô thành phố thì cái biên độ lợi nhuận tăng giá hàng năm nó sẽ rất đều đặn. Tuy nhiên thì nó sẽ không có cao như mình đầu tư đối với cái dạng đất nông nghiệp hoặc ăn theo hạ tầng. Nó sẽ không có cái dạng đột biến là ngày hôm nay anh mua 1 đồng, 1 năm sau, 2 năm sau anh đã bán được 5 đồng, 7 đồng, 10 đồng. Nó sẽ không có cái sự đột biến như thế. Nhưng bù lại thì nó rất đều đặn, sự tăng trưởng rất ổn định. Và cái dạng đầu tư này là một cái dạng chúng ta mua tài sản và để dành, để càng lâu thì càng có lợi. Bởi vì cái dạng này là một cái dạng chúng ta có thể truyền lại cho đời con, đời cháu của mình và hưởng lợi trực tiếp từ việc phát triển của thị xã, thị trấn hoặc là thành phố đó. Ví dụ điển hình như là trên Sài Gòn hiện tại thì đối với lại các tuyến đường huyết mạch như là đường Đồng Khởi, như là đường Lê Thánh Tôn, như là đường Hoa Nguyễn Huệ
thì những cái vị trí này chúng ta sẽ rất khó hoặc cực kỳ khó để mua các bất động sản, vì đa phần là những người chủ sở hữu họ không có nhu cầu bán, bởi vì họ biết là một khi họ bán đi rồi họ sẽ không bao giờ mua lại được, cho nên họ vẫn cứ để đấy để kinh doanh, để cho thuê và có thu nhập hàng tháng. Và càng lâu thì những cái vị trí này càng đắc địa, càng có giá. Nên đây là một cái dạng đầu tư rất là hay mà Vinh thấy các cô chú lớn tuổi rồi thì họ sẽ bắt đầu có suy nghĩ là quan tâm đầu tư theo cái dạng này, và họ ưu tiên cái dạng này hơn là một cái tài sản để dành cho con cháu của mình sau này. Chúng ta sẽ đến với lại cái nhu cầu đầu tư thứ bảy, đó chính là đầu tư đất sào, tức là đất công, đất 1.000 m², 2.000 m² đó, để mà mình phân lô bán nền, hoặc là mình đầu tư đất mẫu để mà mình phân lô đất sào, hoặc là mình triển khai phát triển dự án. Thì ở đây thì Vinh sẽ chia ra làm hai vế nhé, tức là vế thứ nhất là mình phân lô bán nền. Thì đối với cái dạng phân lô bán nền thì chúng ta sẽ có hai hình thức, là một là mình mua đất sào 1.000 2.000 m² để mình phân ra là đất thổ cư 100 150 200 m² để mình bán. Thứ hai là mình sẽ có là đầu tư đất mẫu hecta, 1 hecta 2 hecta, để mà mình phân lô ra các lô đất nông nghiệp 1.000 2.000 m² để bán. Rồi cái dạng này thì ưu tiên đầu tiên giúp cho Vinh là thứ nhất là về quy hoạch nó phải chuẩn, là đất quy hoạch đất ở nông thôn hoặc là ở đô thị. Thứ hai là cái hình dáng miếng đất thì mình sẽ ưu tiên những mảnh đất có bề ngang mặt tiền rộng và chiều dài thì nó ngắn thôi, để mà khi mà mình phân lô ra thì cái hình dáng miếng đất nó được đẹp và nó được tiêu chuẩn. Nếu như mà mình mua đất sào, tức là mình mua 1.000 m² để mà mình phân ra là 10 lô 100 m² thổ cư ấy, thì cái hình dáng tiêu chuẩn của nó là bề ngang sẽ là 50 m và bề dài là 20 m. Đây là một cái hình dáng tiêu chuẩn để phân lô. Rồi, nếu như mà mình mua đất mẫu, đất hecta 1 hecta 2 hecta để mà mình phân lô đất nông nghiệp 1.000 2.000 m² thì cũng tương tự như vậy, nhưng bề dài của đất lúc này thì nó sẽ loanh quanh ở ngưỡng từ 50 đến 60 m bề dài, và bề ngang cho một cái lô phân lô 1.000 m² nó sẽ dao động ở ngưỡng từ 15 cho đến 20 m là đẹp nhất. Rồi, thì đây là một cái dạng được rất là nhiều những anh chị mua bán đầu tư đất lâu năm, họ rất là thích cái dạng này. Giá đầu vào họ mua rất là rẻ và khi mà phân lô ra họ bán bằng với giá thị trường thì họ vẫn có lợi nhuận. Tuy nhiên thì hiện tại, câu chuyện hiện tại là Long Thành đang trong quá trình họp dự thảo để thông qua quy định tách thửa mới. Thì hiện tại là Vinh chưa biết chính xác vì chưa có văn bản cụ thể là cái dự thảo tách thửa mới đó đã được thông qua hay chưa. Và nếu được thông qua thì nó sẽ ảnh hưởng rất là lớn đối với cái dạng hình thức mua đầu tư đất để phân lô như thế này. Còn cụ thể quy định tách thửa mới đó như thế nào và những quý vị nào chưa xem thì Vinh sẽ để đường link ở phía trên này cho mọi người xem nhé. Rồi, cái dạng thứ hai là cái dạng mà chúng ta sẽ mua đất lớn, mua đất hecta để mà sau này mình triển khai dự án, hoặc là mình bán cho các doanh nghiệp bất động sản họ triển khai dự án. Thì đối với cái dạng này nó sẽ khác với cái dạng kia một chút, là cái dạng mình mua đất hecta như thế thì đầu tiên là mình phải đặt mình là tâm lý của những cái doanh nghiệp bất động sản, họ cần cái gì, họ cần một cái vị trí phải tương đối đắc địa một chút, họ cần đất nó nằm ở mặt tiền các tuyến giao thông chính để mà họ sau này họ dễ thanh khoản khi họ triển khai dự án. Họ cần là xung quanh đất này của mình trong vòng bán kính 2 đến 3 km nó phải đầy đủ tiện ích hết, nó phải có chợ búa, phải trường học, phải bệnh viện, phải y tế, phải trung tâm thương mại, hoặc là đất này nó nằm gần sông, gần suối, gần hồ, ví dụ như vậy. Nó có những cái lợi thế nhất định để mà sau này họ triển khai họ bán hàng. Thứ ba là trước khi chúng ta mua những cái dạng này thì mình phải tìm hiểu là quy hoạch đất khu vực đó là có phù hợp là đất ở nông thôn hay không, để mà sau này doanh nghiệp họ thấy xác định nó phù hợp thì họ mua. Và cuối cùng là mình phải nghiên cứu là trong cái khu vực xã đó, huyện đó, khi mà mình đi mua đất để mà mình dự định là sau này mình bán cho doanh nghiệp á, thì nó có bao nhiêu miếng đất tương tự như mình đang là đối thủ cạnh tranh của mình, và bao nhiêu miếng trong số đó có nhiều ưu điểm hơn mình, nhược điểm là gì, ưu điểm là gì, để mà mình so sánh mình lựa chọn. Cái dạng này thì nó sẽ dành cho các anh chị đầu tư bắt đầu nó chuyên nghiệp hơn một chút.
và nó cần một cái nguồn vốn tương đối lớn vì mình sẽ mua diện tích lớn. Để mà bán lại cho doanh nghiệp làm về bất động sản thì tối thiểu để mà triển khai dự án nó phải rơi vào tầm 3 đến 4 hectare là tối thiểu nhất. Còn mà diện tích trung bình vừa đủ đẹp để mà họ làm ấy thì nó phải rơi vào ngưỡng 8 đến 10 hectare là một cái diện tích vừa đủ đẹp để mà họ triển khai dự án. Vì nếu mà to quá thì doanh nghiệp đó nó cần rất là nhiều vốn. Mà nếu mà diện tích mà nó dưới 3 hectare nhỏ quá thì họ rất là khó để mà xin duyệt quy hoạch. Và cũng như là diện tích nhỏ quá họ mua họ làm họ không có lời thì họ cũng không mua. Cho nên là quý vị phải hiểu rõ nếu mà mình đầu tư theo dạng này thì mình phải đặt tâm lý mình là những cái doanh nghiệp bất động sản thì họ cần cái gì để mình cung cấp cái sản phẩm cho nó phù hợp. Và đối với cái dạng này thì đất càng lớn thì tốc độ thanh khoản nó sẽ càng chậm. Cho nên là khi mình xác định đầu tư theo dạng này thì mình phải trường vốn một chút. Và mình không thể nào mong muốn là trong loanh quanh vài ba năm là mình có thể bán được ngay, không phải như vậy. Mình phải trường vốn một chút. Có thể khi đầu tư theo dạng này nó sẽ lên tới 5 năm, 7 năm, 10 năm. Tùy theo cái mức độ tăng trưởng của thị trường của khu vực đó. Tuy nhiên, bù qua sớt lại thì chờ đợi là hạnh phúc, và mức độ tăng trưởng, mức độ lợi nhuận nó sẽ rất là tốt. Và Vinh đã có dịp tiếp xúc với rất là nhiều khách hàng họ đã từng đầu tư theo dạng này trong quá khứ, và thời gian chờ đợi nó chính là cái sự hạnh phúc của họ, vì càng lâu thì giá đất nó càng tăng. Và có rất là nhiều trường hợp là người ta mua tại thời điểm đấy, người ta giữ 10 năm, 15 năm, sau này bán lại cho doanh nghiệp thì biên độ lợi nhuận của họ lúc đó được tính gần như là 100 lần rồi. Cho nên là đây là một cái dạng rất là hay, nhưng phải trường vốn và tâm lý mình phải vững, phải kiên nhẫn nha mọi người nhé. Rồi, và đến với cái nhu cầu cuối cùng đó chính là đầu tư đất nghỉ dưỡng. Đầu tư đất nghỉ dưỡng mà đặc biệt ở Long Thành thì chúng ta phải lựa chọn thứ nhất là một cái vị trí mà nó phù hợp quy hoạch là đất ở nông thôn này, có thể lên thổ cư này. Thứ hai là về kết nối giao thông thì nó phải tương đối thuận tiện một chút. Khi mà mọi người đi mua đất ở nông thôn hoặc là đất ở các xã thì là cái những cái đường nông thôn mới thì nó chỉ loanh quanh là từ 3 tới 5 mét thôi. Cho nên mình không thể đòi hỏi là đường nó phải to như là các trục đường tỉnh hoặc là các trục đường huyện được. Vì mình mua mình nghỉ dưỡng mà. Mình không nhất thiết là phải mua đường to nhé. Mình cứ mua những cái đường hẻm 3 đến 5 mét thôi. Khu vực là có dân cư này. Và đặc biệt lưu ý là đối với cái dạng đất nghỉ dưỡng này thì mình sẽ ưu tiên những khu vực mà nó không có định hướng phát triển về khu công nghiệp, để mà chúng ta sẽ thứ nhất là đỡ bị ô nhiễm khói bụi này, thứ hai là mình có một cái không gian sống nó xanh hơn, nó sạch hơn và nó trong lành hơn. Yếu tố thứ tư là chúng ta sẽ ưu tiên những cái mảnh đất mà nó có vườn trái cây trên đất. Thì đặc biệt là trong video clip vừa rồi mà Vinh có giới thiệu về một cái mảnh đất tại khu vực xã Bình An của huyện Long Thành, chính là cái thủ phủ trái cây của xã Long Thành, thì đó là một cái xã rất là phù hợp để mà mình đầu tư theo cái dạng là mua đất nhà vườn có trái cây để mà nghỉ dưỡng. Và nếu mà nó nằm xung quanh nó có suối hoặc là nó có hồ nữa thì càng tuyệt vời hơn. Tuy nhiên thì sẽ lưu ý cho quý vị một cái điểm là hiện tại bây giờ thì có rất là nhiều địa phương, có rất là nhiều huyện, có rất là nhiều tỉnh thành đã bắt đầu xem xét quy hoạch và nghĩ đến vấn đề là khai thác các quỹ đất nằm ở mặt tiền sông, mặt tiền hồ để mà quy hoạch trở thành đất thương mại dịch vụ và đất để làm du lịch sinh thái. Và Vinh đi khảo sát rất là nhiều thì thấy bắt đầu là các huyện lân cận, ví dụ như huyện Thống Nhất, huyện Định Quán, rồi khu vực huyện Xuân Lộc, tất cả những cái mảnh đất mà nó nằm ở mặt tiền hồ này hoặc là mặt tiền sông, mà cửa ngõ sông lớn ấy, thì bắt đầu là đã có cập nhật quy hoạch đất thương mại dịch vụ và đất du lịch sinh thái rồi. Cho nên đối với cái dạng đầu tư đất nghỉ dưỡng như thế này thì an toàn nhất là mọi người hãy mua đất mà nó có vườn trái cây thôi là vừa đẹp, hoặc là nếu mà có suối thì phải là cái dòng suối tương đối nhỏ thôi là vừa đẹp. Còn nếu mà xác định mình mua đất ở cửa sông lớn hoặc là mình mua đất ở những cái hồ cảnh quan lớn thì mọi người phải lưu ý kiểm tra kỹ quy hoạch và phải lên trực tiếp phòng tài nguyên để hỏi xem là định hướng phát triển của khu vực đó nó có định hướng phát triển về thương mại dịch vụ du lịch sinh thái hay không.
để mà mình biết mình ra quyết định cho nó đúng đắn. Cái dạng đầu tư đất nghỉ dưỡng như thế này thì nó sẽ phù hợp với lại các cô chú mà mình lớn tuổi trung niên một chút. Thì mình sẽ làm một cái kênh mà mình vừa có thể mua một mảnh đất mình đầu tư, mình vừa có thể làm một cái nhà vườn mái thái cấp 4 để mà cuối tuần mình với gia đình mình có cái không gian xanh để mà mình nghỉ ngơi thư giãn vào những cái dịp mệt mỏi. Và cũng như là Vinh thường thấy là các cô chú lớn tuổi thì họ không có thích ở những cái thành phố lớn nữa, không thích sự xô bồ nữa, bắt đầu họ sẽ muốn những cái vùng ngoại ô mà nó yên bình hơn, sáng nghe tiếng suối róc rách rồi chim hót líu lo, rồi trong vườn nhà có hoa có trái cây, thì họ thích cái dạng như thế hơn. Thì đây là một cái dạng đầu tư kép, mình vừa có thể đầu tư mua để đầu tư được, vừa có thể sử dụng được luôn, thì đây là một cái dạng rất là hay nhé. Và vừa rồi là Vinh đã chia sẻ cho mọi người 8 nhu cầu đầu tư bất động sản tại Long Thành. Thì các nhu cầu này có thể là nó cũng sẽ đáp ứng được với các khu vực tỉnh thành lân cận. Thì Vinh hy vọng rằng clip này sẽ mang lại những thông tin giá trị và hữu ích cho mọi người. Vinh muốn rằng là mọi người sẽ hiểu các nhu cầu đầu tư bất động sản như thế này, để mà chúng ta có thể, thứ nhất là mình lựa chọn được cái phân khúc đầu tư phù hợp với cái tầm tài chính của mình. Thứ hai là mình sẽ hiểu rõ rằng là đối với cái phân khúc đó thì nó sẽ cần cái thời gian bao lâu thì mới có thể thanh khoản được. Thứ ba là chúng ta sẽ hiểu rõ là chúng ta sau này sẽ bán những cái bất động sản này của mình cho ai, ai là cái đối tượng người mua tiềm năng và phù hợp với cái bất động sản của mình. Rồi, nếu như mọi người thấy video này hữu ích thì đừng quên là để lại cho Vinh một like này. Thứ nhất, thứ hai là hãy chia sẻ đi vì nó miễn phí mà. Và cuối cùng là đừng quên bấm đăng ký kênh của em Vinh ngay nhé, để mà sau này chúng ta luôn luôn cập nhật được mỗi khi em Vinh up video mới lên nhé. Rồi, video hôm nay hơi dài, tới đây thôi. Cảm ơn mọi người đã theo dõi tới cuối video. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.